sóc đĩa này, tứ tử đen này, vào việc luôn nhá. Cân tay ngay bát này, đấy đưa ra này, ba trắng này, thấy chưa, ba trắng rõ ràng chưa, nhìn thật kỹ này, đấy tiếp tục nhá, cân tay ngay bát này. Tiếng này thì đánh 100% nó là ba đen, ba đen thừa cả người luôn được. Ai mở cũng là ba đen, ai sóc cũng là ba đen hết, ba đen thừa cả người. Đó chưa? Ba trắng về ba đen. Thì để mà đánh được cái tay nghề sóc đĩa như vậy ấy, thì anh em phải nắm rõ những cái điều sau này. Cái điều đầu tiên đấy là cái việc mình cầm bát cầm đĩa vào. Bởi vì trong khi mà sóc đĩa bằng tay nghề ấy, nó có ba bước cơ bản. Cái bước đầu tiên là cầm bát cầm đĩa như thế nào để mà người ta nhìn vào người ta không nghĩ mình đang đi bịp người ta, đúng không? Cho nên là mình phải cầm bát cầm đĩa làm sao mà giống bình thường, chứ không phải là ông bỏ tay vào đây hoặc là ông che tay như này mà mình cầm thật là bình thường. Cách cầm bình thường như nào? Các ngón tay này cầm vào đĩa ở đầu mút ngón tay thôi, chứ đừng cầm sâu như này. Cầm sâu như này là người ta gọi là be. Be thì này, be như này thì thường thường là mấy cái ông gọi là ngớp bát sẽ làm kiểu như này. Còn mình cầm này, khơi tay ra này, rất thoải mái này, là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, hai ngón tay để trên này này, người bình thường ấy, người ta sẽ sóc thẳng như này. Đấy, còn mấy ông ngớp bát, ông sẽ be như này. Đấy, tùy như này, để be, để che người khác đi. Đấy, còn cái việc mình sóc tay nghề để cho nó xanh chín nhất ấy, mình cũng phải cầm giống như người bình thường, là cái điều đầu tiên. Còn cái điều thứ hai nhá, cái điều thứ hai cần lưu ý là khi mà vào một cuộc chơi ấy, mình phải cho làng nó biết cái trận bạc ngày hôm nay nó là xanh chín hoàn toàn. Mà để mà xanh chín hoàn toàn ấy thì bát với đĩa phải quân vị. Mình phải thể hiện cho người ta biết, à đây là bát bình thường, đĩa bình thường, quân bình thường. Thì cái việc mà để mà thể hiện bát đĩa bình thường ấy thì mình sẽ là có thể là dùng cái bật lửa này mình đốt bát đi. Đây, tôi sẽ bật cái đấy cho lửa nó to lên, mình sẽ đốt ở cái đít bát này, đây này, đấy, đốt thật kỹ này vào cái đít bát này, đấy, cần thiết thì mình sẽ đốt cả bên trong này, đây, đấy, mình đốt như này để cho người ta biết là bát này nó là xanh chín rồi, rồi sau đấy là mình sẽ đốt đĩa, đây, mình sẽ đốt ở dưới cái lòng đĩa này, đây, dưới cái đế đĩa này mình đốt ở hai bên vành này, đốt ở giữa này. Đốt cho nó nóng hẳn lên luôn để cho người ta không có sự nghi ngờ về bát đĩa nữa, thì người ta sẽ đỡ soi hơn, đúng không? Và kể vào quân thì vừa nãy là tôi cắt sẵn rồi, nhưng bây giờ mình sẽ cắt theo kiểu là bây giờ một bộ bài người ta vứt ra đấy, đúng không? Mình sẽ là đừng có cắt một quân mà mình sẽ cắt nhiều quân. Ví dụ như là mình cắt ở đây này, mình sẽ lấy hai quân đấy, mình bỏ bấm vào. Bình thường thì các bạn không nên dùng cái bấm này. Nếu như vào cuộc chơi không nên, có ở nhà luyện tập thì dùng cái bấm này để bấm nó nhanh thôi. Nhưng mà vào một sân bãi thì không nên dùng cái này, bởi vì là những cái ông cờ bạc bịp ấy thì mới có cái này. Thế nên là nếu như ông mà mua được cái này ấy, thì chắc chắn là ông liên quan đến bọn cờ bạc bịp rồi. Cho nên là tốt nhất là đừng lấy cái bấm này vào sới mà chơi. Cái này chỉ bấm ở nhà cho nhanh để mà luyện thôi. Đấy, trước hết là mình bấm quân. Đấy. Mình cắt quân ấy, mình đừng có cắt vào một lá bài mà mình cắt 2 đến 3 lá bài đi. Để cho người ta biết là ở cái quân đấy, một quân hàng mà làm hai lá bài không làm được, đúng không? Nó phải là một quân, hoặc là ví dụ mình cho người khác chọn một lá khác, mình một lá khác. Đấy. Điều đầu tiên nó là như vậy. À, điều thứ hai. Đấy, bây giờ chọn thêm lá này nữa chẳng hạn này. Thì trong bốn cái quân vị này nó nằm ở hai lá bài khác nhau và hai người chọn, thì chắc chắn một điều rằng là không thể là quân đưa vào được. Cho nên là bát đĩa thì đốt rồi, quân thì chọn riêng, gọi là góp vị đấy, thì nó không thể là bịp được, chỉ có tay nghề thôi. Mà còn cái tay nghề thì nói thật, như đoạn đầu tôi nói ấy, các bạn cầm bát cầm đĩa nó phải thật là bình thường, cầm như người bình thường là cái điều đấy là các bạn cần lưu ý. Sang cái điều thứ ba là cần lưu ý khi mà sóc cái, bởi vì trong sóc đĩa bịp bằng tay nghề ấy, nó có ba bước cơ bản là cầm bát lên này, rồi là sóc này, và đưa bát ra để mình biết trong bát trong đĩa. Là điều thứ hai là cái sóc. Thì sóc như thế nào? Sóc như thế nào
người bình thường sóc như thế nào thì mình sẽ sóc như vậy. Nếu người bình thường mà người ta sóc cân tay ngay bát thì mình phải sóc cân tay ngay bát. Trong cuộc chơi nó là như vậy. Nếu bình thường người ta sóc cầm như này sóc thì mình cũng giả vờ gà gô mình cầm như này, hiểu chưa? Nhưng mà thường người vào một cuộc chơi người ta sẽ thích những cái thằng mà sóc cân tay ngay bát như này, này. Đấy. Đấy, thì mình cũng sẽ là làm như vậy. Mình cũng sẽ sóc cân tay ngay bát như này để cho người ta không nghi ngờ. Đấy là cái điều thứ hai. Trong cái sóc này mình sẽ sóc ở đây trước cái ống đồng này, đừng có sóc trên này. Sóc trên này người ta rất là sợ, sóc trước cái ống đồng này người ta rất là sợ, bởi vì là người ta sẽ sợ ông để đặt cái bệ ở đây, được chưa? Thì người ta sẽ nghi ngờ và người ta sẽ xoay. Cái điều mình làm ấy, những cái điều cơ bản tối ưu để cho người ta không xoay mình thì mình phải sóc để ngồi thoải mái như này, đúng không? Mình sóc ở trước lòng ống đồng này, đấy mình sóc này, đấy sóc cân tay ngay bát như này, cứ thế này thôi. Sóc xong và đặt xuống, đấy. Đấy là cái điều thứ ba trong cái mà đánh tay nghề. Còn cái điều thứ tư trong đánh tay nghề ấy là mình làm sao có một cái đưa ra đặt xuống. Cái việc mà mình cầm bát cầm đĩa này sóc như này thì chưa giải quyết được cái khâu là nhịp biết trong bát trong đĩa, đúng không? Bây giờ phải dừng lại và đưa ra ngoài này, mình biết cho là chặn tay lẻ, thì cái khâu này là khâu quan trọng nhất. Cái khâu quan trọng này này, người bình thường ấy, thằng nào không biết sóc ấy thì nó sẽ sóc như này, nó đặt xuống đây. Còn mình là người sóc tay nghề giống với người bình thường thì mình sẽ kiểu như này, đấy sóc ở đây, sóc ở đây, à, mình đưa ra mình đặt đây, đấy rất là bình thường như này. Chứ mình đừng có động tác là đưa lên cao đặt xuống như này hoặc là đưa giật như này. Nhiều ông ngớp bát thì người ta sẽ giật kiểu như này này, giật như này để nhìn mà, hiểu không? Mình không phải giật, mình sóc bình thường này. Sóc cân tay nghe bát xong này, mình dừng lại này, mình đưa ra bình thường như này thôi. Đấy, chứ không phải là ông phải giật như làm gì cả. Mình đưa nhẹ nhàng, từ tốn, chậm chạp. Đây này. Rất là bình thường này. Đấy, ông sóc như này, ông sóc chán, sóc chê, sóc cho người ta nghe thoải mái đi. Đến khi ông dừng lại ông đưa này. Đấy, nhẹ nhàng như vậy thôi là xong. Ông đưa rất là nhẹ nhàng và khi mà ông đưa xong rồi ấy, đặt xuống cho làng đánh thoải mái, đánh như thế nào thì đánh, mình không quan tâm. Nhưng đến khi cuối cùng xong chưa, là em chưa, hai mặt cái cân lẻ thừa 1 tỷ, phí với thằng bên ngoài đánh ba trắng thêm 5 tỷ nữa, bởi vì mình biết chắc chắn trong này nó là ba con trắng một con đen. Mở đây thấy chưa, ba trắng một đen này. Đấy, đấy là cái điều thứ tư. Còn cái điều thứ năm ấy, cái này thì tôi không quay mặt cho nên là anh em không thể nhìn được mặt của tôi, nhưng mà thực chất vào trong một sới bạc ấy, khi mà các bạn sóc cái này và đặt xuống này, các bạn đừng bao giờ mà các bạn nhìn vào bát đĩa cả. Nếu như các bạn nhìn vào bát đĩa ấy, thì người ta sẽ nghi là bạn sóc ngỡ bát. Còn bản thân mình sóc này, mình không cần nhìn vào bát đĩa, mà mình nhìn mặt lên trời cũng được, không quan trọng. Không nhìn mặt vào đĩa nhé, không đưa mắt vào đĩa, mà mình cứ nhìn lên trời thôi, mình cứ sóc bình thường như vậy thôi. Và mình đưa ra là mình biết trong này nó là chẵn hay lẻ. Thế mới là những cái mà cần lưu ý là 5 cái cơ bản là anh em phải nắm được. Còn để mà đánh được đưa ra như này rồi là sóc như này, nhìn thấy làm sao và làm sao mà để biết trong này là chẵn hay lẻ ấy, thì anh em phải gọi vào số điện thoại của tôi đang chạy ở trên màn hình đấy, số điện thoại 0974241111, thì anh em liên hệ vào số đấy thì sẽ biết được cái cách đánh làm sao mà đánh được như vậy. Thì nói thẳng luôn là đây là tay nghề thực sự, đúng không? Bát đĩa với quân là tôi đã đốt rồi, tôi đã góp 2 vị rồi thì không thể là đồ bịp được, đúng không? Còn cái việc anh em học thì cái cách học nó như này này. Anh em đưa bát đĩa lên gặp tôi, bát đĩa với quân đến của anh em, bát đĩa xanh chín đến thì tôi sẽ biểu diễn sóc khoảng tầm chục phát, đánh chuẩn cả 10 phát đấy. Sau đấy là anh em cảm thấy ok thì bắt đầu vào học, tôi sẽ dạy cho anh em ngon lành hành đào rồi bắt đầu mới tính tiếp nhá. Đấy là những cái chia sẻ trong clip của ngày hôm nay. Để mà có một tay nghề sóc đĩa thì anh em phải gặp tôi vào luyện tập. Còn tôi vẫn khẳng định này, trên mạng xã hội bây giờ có một vài người cũng dạy cái tay nghề này, nhưng mà đấy là những học trò thôi. Anh em nào muốn gặp trực tiếp sư phụ đúng nghĩa gặp tôi nhá.